Bây giờ mình sẽ thử thu lại một đoạn âm thanh nha. Alo alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo alo. Và bây giờ hãy cùng mình nghe qua đoạn âm thanh khi được phát qua mạch khuếch đại nha. Alo alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo alo. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh review sản phẩm của điện tử DET. Và trước mắt của các bạn đây đó chính là một chiếc mạch thu phát âm thanh IDS1820V2. Mà sẽ có chức năng đó chính là thu và phát âm thanh ngay trực tiếp ở trên mạch bằng một micro có sẵn trên bo. Số lượng âm thanh mà chúng ta có thể ghi và xóa đến 100.000 lần, với thời gian mỗi lần thu âm có thể đạt đến 10 giây. Mà sẽ có một bộ khuếch đại bên trong IC, nên vì thế có thể phát âm thanh trực tiếp ra một loa 8 ohm 0.5W như thế này. Trên mạch sẽ có các nút nhấn dùng để ghi âm và phát âm thanh. Đồng thời ở đây sẽ có các hàng rào đực để chúng ta có thể cấp nguồn, cũng như là các chân BL, BE và RED. Các chân này cũng có thể thay thế cho các nút nhấn ở phía bên dưới nha. Và mạch của chúng ta sẽ hoạt động với điện áp là từ 3 đến 5V DC. Chúng ta sẽ cấp qua hai chân VCC và GND có trên mạch. Cái chân VCC đó chính là chân dương và chân GND sẽ là chân âm. Chúng ta có thể hàn trực tiếp hai dây nguồn âm dương vào trong đây, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng hai sợi dây bus như thế này để cắm vào hai chân của hàng rào đực nha. Như đây thì mình sẽ cấp nguồn là 5V DC cho mạch của mình hoạt động nha. Và trên mạch sẽ có một giác hai pin để kết nối ra loa. Vì dây của jack hai pin và loa sẽ chưa được nối với nhau nên các bạn sẽ cần hàn hai dây vào hai chân của loa nha các bạn. Sau khi hàn xong thì chúng ta sẽ cắm jack được hai pin này vào jack cái có trên mạch. Trên mạch sẽ có một đèn led ở ngay vị trí này. Khi thu âm thì đèn led này sẽ sáng báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đang ở trạng thái ghi âm nha các bạn. Trên mạch sẽ có 3 nút, gồm nút màu đỏ này đó chính là nút red. Lúc này khi chúng ta nhấn giữ thì mạch sẽ thu âm và đoạn âm thanh mà chúng ta có thể thu có thể dài tối đa là 10 giây. Kế đến sẽ là hai nút dùng để phát âm thanh. Với nút play air thì khi chúng ta nhấn một lần thì đoạn âm thanh sẽ được phát ra loa. Và nút play l, đoạn âm thanh sẽ chỉ được phát khi chúng ta nhấn giữ nút này thôi nha các bạn. Và trong lúc đoạn âm thanh đang phát, nếu chúng ta thả nút nhấn này ra thì đoạn âm thanh sẽ ngay lập tức bị dừng lại. Và bây giờ mình sẽ thu âm một đoạn cho các bạn nghe qua nha. Và để thu âm thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút red. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DET. Khi các bạn muốn ngừng thu âm thì các bạn sẽ thả tay ra để mạch tự động lưu lại. Và giờ để phát đoạn âm thanh mà chúng ta vừa mới thu thì chúng ta sẽ nhấn một trong hai nút play E hoặc là play L. Trước tiên đó chính là nút play E. Ở nút này thì chúng ta chỉ cần nhấn một lần thì đoạn âm thanh của chúng ta sẽ được phát ra loa. Tiếp theo đó chính là nút play L. Ở nút này thì chúng ta phải nhấn giữ nút nhấn thì âm thanh mới được phát ra loa nha. Và trong thời gian mà chúng ta nhấn giữ để phát âm thanh, nếu chúng ta đột ngột thả tay ra thì đoạn âm thanh sẽ ngay lập tức dừng lại. Rất là đơn giản và dễ sử dụng phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ thử thu âm lại một lần nữa. Chúng ta sẽ nhấn giữ nút red. Alo, 1, 2, 3, 4. 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 Alo, 1, 2. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4.
Nhưng các bạn lưu ý, đó chính là khi chúng ta thu một đoạn ghi âm mới thì đoạn ghi âm trước đó nó sẽ bị xóa mất nha các bạn. Tối đa mỗi lần lưu trữ thì mạch chỉ có thể lưu được một đoạn ghi âm thôi. Hoặc các bạn có thể thay thế các nút nhấn ở trên mạch bằng một nút nhấn ở bên ngoài như thế này. Ở các hàng rào đực này sẽ có các chân Red, BE và BL. Ba chân này sẽ tương đương với ba nút Red, Play E và Play L. Với chân Red đó chính là chân để thu âm, và hai chân BE và BL sẽ là hai chân phát âm thanh ra. Các chân này sẽ được kích ở mức cao, đó chính là khi chúng ta muốn sử dụng một trong ba chân này thì chúng ta sẽ kích chân đó với chân dương là chân VCC nha các bạn. Và ở nút nhấn mình sẽ có hai chân, thì ở đây mình sẽ thử ghim một chân và chân VCC. Và một chân mình sẽ ghi một chân Red nha các bạn. Vậy là lúc này mình đã có thể sử dụng chiếc nút nhấn mà mình vừa lắp đặt thay thế cho nút Red có trên mặt rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ thử thu một đoạn âm thanh. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Alo. Và giờ mình sẽ giữ nguyên chân VCC và đổi một chân của nút nhấn sang chân BE. Lúc này khi chúng ta nhấn nút BE thì nó sẽ tương tự như nút Play E ở trên mặt nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, alo. Sau đó mình sẽ chuyển sang chân BL. Lúc này chúng ta nhấn giữ thì mạch sẽ phát âm thanh. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, alo. Alo, 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, alo. Và các bạn cũng có thể sử dụng mạch để phát ra những loa lớn hơn, nhưng các bạn phải qua một mạch khuếch đại nữa nha các bạn. Và như ở đây thì mình sẽ sử dụng một mạch khuếch đại như thế này để khuếch đại ra một loa 25W ở ngay đây. Và ở jack 2 pin thì chúng ta sẽ có 2 dây với 1 dây âm và 1 dây để truyền tín hiệu âm thanh ra loa. Đặt theo hướng này thì dây âm sẽ là dây bên phải nha các bạn. Và dây truyền tín hiệu âm thanh sẽ là dây bên trái. Trên mạch khuếch đại âm thanh thì chúng ta sẽ có 3 chân gain D, 2 chân left right. Chúng ta sẽ kết nối dây âm vào chân gain D. Và dây tín hiệu âm thanh thì chúng ta sẽ cho vào một trong 2 chân left hoặc là right. Như đây thì mình sẽ kết nối dây tín hiệu âm thanh vào chân left nha. Bây giờ mình sẽ thử thu lại một đoạn âm thanh nha. Alo, alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo, alo. Và bây giờ hãy cùng mình nghe qua đoạn âm thanh khi được phát qua mạch khuếch đại nha. Alo, alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo, alo. Alo, alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo, alo. Alo, alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo, alo. Alo, alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo, alo, và đây chính là một đoạn âm. Alo, alo, và đây chính là một đoạn âm thanh phát ra mạch khuếch đại. Alo, alo. Vậy là nãy giờ mình đã giới thiệu qua mạch thu phát âm thanh IDS-1820V2 này rồi. Một mạch có khả năng ghi và phát âm thanh ngay ở trên mạch với số lượng lưu trữ có thể lên đến 100.000 lần. Và đến đây, nếu các bạn muốn đặt mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ video của mình cũng kết thúc rồi. Các bạn nhớ like đăng ký kênh của điện tử DT. Đừng quên nút thông báo để nhận những video mới nhất từ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.